thuốc bảo vệ thực vật với nhu cầu dự trữ không lớn, trong khi đây là hàng hóa độc hại. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiến nghị chính phủ đưa mặt hàng này ra khỏi danh mục dự trữ quốc gia. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay tồn kho dự trữ quốc gia thuốc bảo vệ thực vật là 258 tấn, trong đó khoảng 48 tấn là thuốc trừ bệnh, còn lại là thuốc trừ sâu, với tổng giá trị gần 42 tỷ đồng. Có thể nói, việc dự trữ quốc gia thuốc bảo vệ thực vật đã góp phần quan trọng trong việc ứng phó với các tình trạng sâu bệnh khẩn cấp. Tuy nhiên, trong khoảng 10 năm trở lại đây, nhóm mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia không được các địa phương đề nghị hỗ trợ. Hiện nay các cái thuốc mà để phòng trừ các cái loại dịch hại gần như là chúng ta hiện nay ở thế giới có những thuốc gì mới nhất là hiện nay là các doanh nghiệp của chúng ta đều có nhập về để kinh doanh các loại thuốc đó. Và với các doanh nghiệp thì bản thân các doanh nghiệp khi kinh doanh thì hiện nay cái hệ thống cung ứng rất là nhanh. Và ngay cả như hiện nay cái dịch Covid đang xảy ra, các doanh nghiệp vẫn có một cái lượng dự trữ của chính bản thân các doanh nghiệp. Là khi người ta nhập về ở dưới cái dạng tích là người ta để có thể được 2 năm liền. Nhưng khi cần thì chỉ trong vòng khoảng độ mấy ngày là họ có thể sản xuất ngay ra lập tức là cái thuốc để có họ bán ngay ra thị trường. Thêm vào đó, thuốc bảo vệ thực vật là hóa chất độc hại, thời gian sử dụng ngắn nên phải thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch luân chuyển hàng, dẫn tới phát sinh chi phí, tốn kém cho ngân sách nhà nước. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiến nghị chính phủ loại bỏ mặt hàng này ra khỏi danh mục dự trữ quốc gia.